Vâng, và đây là con 7070 nha các bác. Mời các bác cùng ngắm. Đẹp thiếu hộp xốp thôi nha. Con này em mới về ngày 30 tháng 4 đấy các bác. Nay lên sóng cho các bác, tại vì những ngày lễ thì cũng đâu đó. Mời các bác cùng ngắm nha. Vẫn giá cũ cho các bác là 24 triệu bao ship nha. Chuyển khoản đủ thì bớt 200. Còn 23 triệu 8. Các bác cùng xem và ngắm cái độ đẹp của con 7070 này. 7070 thì nó là thuộc phần gọi là huyền thoại luôn, có tiếng nó hay, được rất nhiều các bác yêu mến. Nhíp loa và Âu Mỹ Nhật đều tốt và nghi hay bài đẹp. Nó trang bị là hai cầu loa AB A+B và công suất là 270W và maximum là 400W. Chỉnh được bát mic chép nha các bác, bát mic chép từng vế luôn, tất cả năm nút là xăng tròn. Đẹp long lanh không tì vết luôn nha. Và có hai đồng hồ vô phía trước. Chạy 4 cầu điện nha các bác. Những con này em đều đấu giá và ship bay về hết. Với giá rất là tốt, không qua khâu trung gian nên là luôn có giá tốt cho các bác nha. Đây, các bác cùng xem đồ cạnh này. Đẹp, từ tem cờ còn nguyên. Máy rất là đẹp nha các bác. Các bác yêu mến sản phẩm này thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này nha. Sexy 7 màu nha các bác, con này sexy 7 màu nha. Đấy, đây là tổng quan này các bác, tổng quan. Đây, tổng quan phía sau con này series là 1103 nha. Hai trạm loa mới kem. Đây, các bác thấy đây. Tất cả đường tín hiệu vào này, xăng tròn. Anten, phần sò công suất. Nó chạy 4 con sò sắt nha các bác. Công suất max lên này lên tới 400W này là vô tư. Các bác chơi bát 40 cũng thoải mái nha, 7070 tiếng rất là khỏe. Tiếng hay. Rồi em mở nắp và để các bác cùng xem cái rút rà của nó và độ mới của sản phẩm mà em đưa về để các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Giá em báo rồi 24 triệu, nếu chuyển khoản đủ thì bớt 200. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, có khoảng là 2 triệu trở lên là em ship hàng nha. Đấy, thì em thông báo rõ ràng hết rồi. Với một cái sản phẩm rất là hot của Sansui. Mời các bác cùng ngắm luôn. Đây, trước tiên mời các bác cùng ngắm phía trên này. Đấy, tròn trắng tròn luôn, tăng phô tụ nguồn và chân máy sáng tròn. Đây là phần trạm loa, có thấy này. Đây, phần cảm biến nhiệt này. Đây có các mặt này, đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là sexy 7 màu luôn nha các bác, 7 màu mới kem. Zin tuyệt đối nha các bác. Cơ bản là máy chắc từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Và hầu như đa số thì em bán như này rất là nhiều rồi. Và hầu như bác nào đã sử dụng rồi thì hầu như là để sử dụng luôn. Những con này tiếng nó hay các bác, và trưng bày đẹp nữa. Loa nào cũng chơi được. Gip tốt. Bạch 30-40. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào yêu thích sản phẩm 7070 như em đang vừa quay video thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, em ship hàng tận nơi cho tất cả các bác nha.